Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 28. Để sổ chất độc. Một củ cải trắng tươi 100g ép lấy nước cốt, không thêm nước. Uống nước này vào sáng sớm khi chúng ta chưa ăn gì. Cách sổ này dành cho người ăn mặn bắt đầu ăn theo phương pháp dưỡng sinh. Người ăn chay trường không cần sổ theo cách này. Uống nước này trong một tuần, nếu người lớn tuổi chỉ uống 4-5 ngày.